Câu chuyện xoay quanh hòn đảo Topaz được chia thành ba vùng đất đồng bằng, rừng và núi đen. Cả hòn đảo duy trì được sự sống nhờ vào viên đá Topaz tạo ra nước cho cả hòn đảo. Nakahi là thủ lĩnh của bộ tộc sống trong rừng, còn Thoyt là thủ lĩnh của vùng đồng bằng và Kakapai là thủ lĩnh của vùng núi đen. Năm xưa do dã tâm của tộc Kakapai quá lớn muốn chiếm cả rừng và đồng bằng nên đã bị tổ tiên của tộc Nakahi và tộc Thoyt đánh đuổi lên vùng núi đen khô hạn. Nhưng cuộc chiến tranh chấp lãnh thổ vẫn diễn ra giữa tộc Thoyt và tộc Nakahi. Cuộc chiến kéo dài và có rất nhiều hy sinh nên cả hai tộc đã quyết định dừng cuộc chiến với giao ước không bao giờ được đặt chân lên những vùng đất khác. Một ngày nọ, không hiểu nguyên nhân, con sông chính của hòn đảo bỗng khô hạn. Cả hai bộ tộc và cây cối đều chết dần do thiếu nước. Thủ lĩnh Thoyt lên đường đến thượng nguồn ở vùng núi đen để tìm hiểu nguyên nhân. Trên đường đi, Thoyt bị bọn Lunatic tấn công giữa rừng, nhưng đã được Nakahi cứu và biết được Nakahi cũng đi tìm nguyên nhân làm vùng đất khô hạn. Cả hai đến được nơi cất giấu viên Topaz và phát hiện hòn đá đã bị đánh cắp. Thoyt và Nakahi tìm tới ngọn núi đen để giành lại viên Topaz từ tay Kakapai để cứu cả hòn đảo.